Nít là trên trên đó là gì? Nít trên mẹ. Thật sơ tê. Cây này chưa cắt nha anh em. Ngày hôm nay muốn cây mai quạnh sớm hai nha. Sớm hai ngủ quên mãi à. Đi bứng cây mà xa xa đuối quá. Bây giờ muốn có cây đẹp bây giờ mình đợi sao còn. Đuối quá. Cây đẹp là cả cái mua hết rồi. Đi đường xa thôi. Cây này, này bữa nói như quạnh quên rồi. Cái đoạn đó là em đo lên đoạn bự nhất à. Cái đoạn như này là phân nếu em đo ngang tay á. Dạ. Là phân 60 mấy lần á. Dạ. 54, 55 rồi đồng hành. Mai dảo nha anh em. Đang làm đế. Đồ đế của nó là nó khỏi chơi rồi. Quá nắng. Trên mình thì mưa dữ dằn ở dưới này nắng. Không, mỗi ngày cũng mưa không có chứ. Mưa mà qua mưa. Không, em mới kêu anh kêu nó không nên làm nắng 2 tiếng nữa, làm nắng 2 tiếng nữa đó. con không dài rồi. Xin nắng 2 tiếng nữa thôi. Lồi đấy đẹp quá ha. Bao đẹp nha anh em. Cây mai có 60 quành mà lồ đế không chài ra bự. Chài qua có tầm khoảng chừng 1.5 m. 1.5 m quành. Đặt sợ tới chứ. Có. Đế quá đẹp nha anh em. Dạo gì? Quá trời cái mai. Lần đầu tiên xuống Bạc Liêu hốt được cái này. Cảm ơn em quá. Quay luôn. Lên YouTube nha, lên YouTube, lên trang Mai Vàng Kiên Giang là của em á. Quá phê. Nếu một ngày người ra đi vội vàng. Quá trời cây mai anh em ơi. Tắt pin rồi. Còn pin quay được mà cứ quay đây không sao. Dàn ghế nè.
đưa mặt vô nè. Mai này là mai vàng chính cống luôn. Thấy không? Vàng khè đó. Thấy không? Chạy giờ tính. Thì nào thắng lại chạy tới. Mà cái đường này chắc cột cắt của anh đúng không anh? Đổ cái đường này chạy trên đó. Trên dưới ấy thôi. Ai có mình có đi rồi. Papa ăn cơm lại giùm tôi. Có gì đâu, ông lấy lại một cái gì đó. Cái gì lấy cái bển. Nhắc cái gì? Cái nó chạy tới mà. Chứ mình còn cái được rồi. Cái được rồi. Hôm đó mình đi đục khắp đó. Tới cũng giống đó. Ừ, có sao đâu. Chú Trinh làm dần đi chú Trinh.